Sáng ngày 9 tháng 7 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, hai đồn biên phòng Phú Hội, Phú Hữu và phòng chống ma túy tội phạm vừa phát hiện bắt giữ 11 đối tượng lợi dụng đêm tối trời mưa nhập cảnh trái phép qua biên giới. Vào lúc 20 giờ 45 ngày 7 tháng 7, 6 người đi trên xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 67A07835 lưu thông từ hướng xã Nhân Hội về thị trấn An Phú, huyện An Phú thì bị tổ công tác của đồn biên phòng Phú Hội phát hiện bắt giữ. Trước đó 20 phút, đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm, công an xã Quốc Thái cũng đã phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. 11 đối tượng gồm Son Hen, sinh năm 1986, thường trú phường Tuân Khôn, thành phố Phnom Penh, Campuchia, còn lại là các công dân Việt Nam, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Đắk Lắk, Bắc Giang và Hà Nội. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt và bàn giao các đối tượng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, huyện An Phú để đưa đi cách ly theo quy định.